Rồi cái camera thứ hai là để cho cái YouTube quý vị, còn cái này á, là để cho Facebook quý vị coi hiện tại, còn cái kia là sau cái chương trình require thầy 1 2 3 ngày ngồi tỉa cắt rồi xuống cái đoạn nào thầy nói cho quý vị. Rồi. Thầy xin lỗi A Di Đà Phật, thầy vô trở lại chương trình quý vị. Tại có cái camera trước mặt và cái camera này là Facebook, còn camera này là của YouTube quý vị. YouTube thì nó high resolution. Còn cái Facebook thì nó low resolution 360, còn cái này nó được lên đến 4K luôn quý vị, có nghĩa là nó thấy rõ thôi. Rồi thưa quý vị các bạn, bây giờ là mình start 6 tay này, là giữa hai cái dành này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Thì cái kích nó nhằm nhịp số 1, khi nghe số 1 xuống cho thầy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sau khi mình start được cái kích chung với nó, cái tay bên trái mình chuẩn bị cho vào nhịp số 4 nha quý vị. 4, xoay luôn, xoay vô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Hồi nãy thầy đã upload lên rồi, quý vị nào còn nhớ có hai cái gạch, tất cả mọi thứ kia có snare. Cái này đạp vô cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voila! 80% nó là sữa rock đó quý vị. Nó hơi thiếu thiếu một cái gì. Thiếu cái gì quý vị? Thưa quý vị, thiếu là thiếu cái second half. Sữa rock 1 và sữa rock 2 nó combine second half nó bị 6-1. Có nghĩa hồi nãy là chỉ có 1, bây giờ 6-1 nha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Một cái là vô nhịp số 1 cái kick, và một cái second half của nó là một nửa cái phần sau của cái điệu sự rock, nó sẽ vô 6-1. Rồi bây giờ apply trở lại mọi thứ giống nhau, nhưng mà hai bay, một bay rồi hai bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Qua là bây giờ mình 100%. Rồi khi mà quý vị các bạn cũng như anh Duy Thanh Phát mà giỏi rồi, mu nó từ đây qua cho đây là tại cái section này nó dành cho điệp khúc. Nó phải đánh lớn ở bên đây chứ, tự động của mình đánh thì nó quá ồn, quá ồn thì mua qua thằng này nó nhẹ hơn. Rồi cách đánh bên đây như thế nào? Tự tôi muốn đánh mạnh bên đây nó cũng còn lớn hơn này. Quan trọng là mình kiểm soát cái phột mình để vô đây. Rồi có hai cách đánh, một là trên top nó, nhưng mà khi trên top nó là mình vi phạm cái luật lệ của trống sĩ, mình dở nách quá cao nó bị xấu. Thứ hai nữa, lỡ mà bữa đó mình không có chịu đi tán, mà mình là người Trung nữa, người Trung ta hỏi cho em cho anh có số number. Trời ơi, rồi cái người đó mà nói nữa, ba bốn bữa không tém không tém. Trời, thầy nói ủa thầy đâu có hỏi em vấn đề tắm đâu, thì anh nói là tôi nói anh bà nói tiếng Trung mà, ba bốn bữa, ba bốn năm không tám không tám. Trời ơi, ba bốn năm không tám hả? Trời chứ đến dưới đâu có hỏi không tám đâu, tại không tám không tám là cái người Trung hay nói là không tám không tám, đâu nói được không tám không tám. Thầy quán hồn nói trời vậy là em cũng ra trống sĩ đúng, sao mà thầy biết em trống sĩ? Là tại vì em không tám không tám không tám, có nghĩa là gì? Em đánh em giỡn đánh là em không tám, là bảo đảm cả ban nhạc đừng nhá, đừng giỡn nách lên. Rồi cái thứ hai, control cái nét, mà bỏ cái tay vô đây thì tất cả cái motion của em không được dở lên, nó bị xấu đi. Chứ thứ hai là vấn đề nắp, vấn đề vệ sinh nữa. Bởi vì cái cô đó mà thầy biết cổ trống thì nó trời ơi, sao người mà đẹp mà không tám vậy, nó tại đâu? Ủa sao thầy biết em không tám? Em vừa mới nói không tám không tám. Trời ơi, bởi vì tôi quen mấy người đẹp mà miền Trung mới biết là mấy cổ không tám, không phải cái số của cổ là không tám, không biết đọc sao thành không tám không tám. Rồi bây giờ nhìn cái góc độ đây quý vị, trên không được là tại dở nách lên,
cho thầy 15 độ. Thấy cái độ trầy của thầy không? Còn mấy cái nó đánh. Trời ơi sao nó đũa ăn mà nó sạch như vậy này? Sao nó đũa mà không đánh? Con nó có đánh đâu? Không có đánh đâu. Nó đũa phải như vậy nè, đánh như vậy nè. Rồi quý vị, chặt đây là 1 2 3 4 5. Còn dở này nó bị xấu tướng đây là thì mình không tắm. Rồi bây giờ quý vị thấy chưa? Chặt đây 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Rồi vấn đề nhã xã hội nó bên đây nhã được bao nhiêu nhã được. Trời ơi chưa, thầy chưa có chỉ. Tại vì chưa đi tắm. Rồi bây giờ sẵn sàng hy sinh cho quý vị và anh chị em vào lớp rồi. Trời ơi, chắc bữa nay mà em thành trống thị chắc em không tắm luôn. Cái đứa nào mà trống sĩ á, nó dội lắm. Nó có số 8 trong động đúng không? Không tắm, không tắm. Không tin á, em chắc là những người mà đi đánh trống toàn có số 0 với số 8 ở trong điện thoại của ta không. Không tin đi, chắc thử rồi. Rồi bây giờ ai thầy xong bên đây mình đạp đi được rồi bên đây sẽ nó câm luôn sao? Ồ bây giờ bonus là thắt nét đi vô. Tại vì khi á mà đánh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 khi mà em xuống cái bụng thì em nhớ 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Wow, có nghĩa là này số 4. Cái này nhả là số 5. Rồi. Trời ơi, em cái giai đoạn từ cái tuần thứ 6 đi qua luôn cái tuần 12. Có nghĩa là 12 người ta mới cho mình học cái technique đơn giản thôi. Thì cho em có bonus ngày hôm nay. Yeah, cảm ơn anh Phát trong những cái ngày tháng mà ảnh không phải học nhảy. Nhưng mà nếu mà học tốt, cô hát đánh thật là chậm. Nè. 1 2 3 4 5 thả ra 1 2 3 4 5 nhả 5 cô 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. Rồi đánh lẹ vô nghe rõ ràng vậy. Ôi sao mới từ tài tử mà sao nhảy qua bán chuyên nghiệp. Cái gì thông minh thôi, sự thông minh ở đây thôi, sách vở nó chỉ rồi, quan trọng là cái trái tim của em mà em bỏ vô đây tự động em nhớ cái chỗ nào em nhả thôi nha. Rồi bây giờ làm sao mình apply được, mình nói được nhưng mở nhạc không được. Có biết bao nhiêu người đánh quá hay, demo quá hay mở nhạc đánh không được. Tại vì trong 7 ngày đó anh Thanh Phát và các em mở YouTube lên những bài nhạc xì lô rock hay nhất. Trời ơi nó một mớ Tuấn Ngọc hát, mớ Sĩ Phú hát, ai cũng hát, như Quỳnh cũng hát, tất cả ngay cổ Phi Nhung chết đi cũng hát xì lô rock. Có nghĩa là number one của dòng nhạc Việt Nam mình bolero xì rock đầy hết, đầy trên internet. Rồi bây giờ thì mở thử một đoạn mà mình đánh theo cái máy chống máy, nếu mà đánh được nha quý vị. Rồi đây là cái chống máy này quý vị. Rồi thầy chào luôn Y Bảo Thiện ha. Rồi bây giờ là mình đánh theo cái chống máy để mình làm thử nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi mình quay một cái bài cuối cùng. Thì một bài của Khánh thì thầy phải đi kiếm cái gì á có sẵn, còn cái này là thầy phải giờ nó dướng này, đi qua đây chút xíu cái dàn thông nó vô đây, hai cái chân nó đụng rồi. Rồi để lấy một cái bài bỏ bên YouTube cho anh học nha quý vị.